Chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng trên cầu Hàm Luông. Bây giờ mình sẽ chở các bạn đi chơi tiếp tục. Hôm nay cuối tuần mình sẽ chở các bạn đi khám phá những cung đường ở Ba Tri. Nay chở các bạn đi một vòng nữa. Hôm hổm chở các bạn đi những cung đường Chợ Lách. Giờ đi đã rồi, giờ về nay thì chuyển qua những cung đường của Ba Tri. Giờ mình sẽ xuất phát từ cầu Hàm Luông. Đó, cầu Hàm Luông giờ mình đi Ba Tri. Giờ 10 giờ rưỡi trưa rồi. Nắng quá chừng nắng luôn. Đó, giờ tình cầu xe muốn từng ở thành phố đổ về quá chừng xe luôn nè. Bên kia mé anh kia là mé thành phố về, còn mé anh này Trà Vinh lên. Rồi, let's go, lên đường. Đó. Giờ mình sẽ dạo những cung đường Ba Tri. Sáng giờ trời nắng đẹp thì chơi được, còn mấy ngày hôm qua anh kia anh kìa gì 2-3 ngày trời mưa quá trời mưa, giờ tới chiều thì hết xui, không biết như thế nào. Cái bãi đất này là bãi đất trống, hôm đó nãy bơm cát còn bỏ chưa có làm gì hết. Chỗ này mốt lên cái bệnh viện, một cái bệnh viện chạm áo lửa luôn. Mười giờ rưỡi xuất phát từ cầu Hàm Luông đây xuống Ba Tri là tầm nhiêu ta, 50 cây, 50 đây xuống tới thị trấn Ba Tri là 50 km, 50-60 thì chạy chắc cả hơn tiếng hộ. Giờ mình thả ghề, tắt máy thả ghề đi dài dài xuống dưới. Hôm nay mình sẽ chở các bạn một cái hành trình từ cầu Hàm Luông đi Ba Tri bằng cung đường tiểu lộ chứ không có đi đại lộ nha. Đây, giờ tới đây là mình sẽ rẽ cái đường này đi tiểu lộ, bắt đầu đi từ đây nha. Đó, đây, vô tiểu lộ, mình không có đi đại lộ đâu. Đi đại lộ là đâu có gì đâu để xem, đi tiểu lộ nó mới có cây có hoa có cành có lá. Đó, vô vườn đi trưa nữa. Đó, thấy không, vừa xiêm nè, trái sai không. Đó, một cái cua hai cái cua gắt không. Đó, đi đường vườn nó vậy á, đường vườn nó phải có cua, đi ngoài nó đâu có. Nhà nghỉ yên bình, ai muốn vô nhà nghỉ thì đây có nhà nghỉ luôn. Rồi quẹo tay phải, quẹo tay phải lên đường. Đi đại lộ là chuyện bình thường, còn đi tiểu lộ là nó bất bình thường. Tại sao? Tại vì đi tiểu lộ một chút nữa sẽ có được, có đi lạc. Đi đại lộ thì nó quen quá, nó không có lạc. Tiểu lộ đi hồi nữa nó vô rừng, vô rú, một chỗ lạc. Lúc đó nó mất sống rồi, mất cái đồ đủ thứ hết. Không có Google nhất gì hết. Bắt đầu nó lạc đường, thì lúc đó mình sẽ mò thôi.
vậy nó mới vui. Giờ mình rẽ trái nha, rẽ phải là đi ra cầu Hàm Luông đó, rẽ trái đó, mình mới chạy đó là đường Võ Văn Phẩm, còn bán bông bí á, bông bí vàng, trường tiểu học Bình Phú đó. Ở đây là chợ Bình Phú nha các bạn, thấy không, chợ Bình Phú. Nguyên từ giờ là 10 giờ rưỡi đúng không? Từ giờ cho tới chiều tới tối mình sẽ quần hết cái cung đường của anh đi coi coi nó đi được tới đâu. Mời các bạn theo chân mình nha, mình sẽ chở các bạn đi cơ bằng khắp mọi nẻo đường của anh đi luôn nè. Lâu lắm rồi không có đi anh đi. Đây trong này có quán bán heo quay nữa, tủ bếp Bảo Khang. Thì trong này nhà cửa quán xá nó như nấm. Ngoài thì công ty xí nghiệp rồi nó nằm ở ngoài đường lớn. Sao Mai là Sao Mai. Đây là quán Bảy Phép bên tay phải mình, quán đó là quán gà hấp hành, hồi xưa hay ăn gà hấp hành, giờ hết ăn, giờ ăn hành hấp gà không. Bên tay phải mình là chợ Phường 7, mình đến ngã Ba Rùa. Năm nào dòng xây ngã Ba Rùa ngay đây nha các bạn, Ba Tri 33 km nha. Đó, từ giờ từ đây tới Ba Tri là 33 km đấy. Ba mươi ba km đó là đi đường chim bay, đó là đi đường thẳng, đường đại lộ. Còn mình sẽ chở các bạn đi cái đường tiểu lộ, nó sẽ dài hơn. Con rắn lượn tới lượn lui, lượn xuôi mà lượn nộp lên cầu bị quá. Lên dốc cầu, lên dốc cầu là lên dốc cầu, lên dốc cầu là lên dốc cầu. Một cái dàn đèn, dàn đèn led. Giờ xuống dốc cầu, cầu mỹ quá. Đây có shop Thái Lan, bán đồ của Thái Lan này. Bên đây là có sạp trái cây nè, bán lụ nè, chớp chớp, dừa ổi sầu riêng. Ba Tri 33 km.
3 spin đốc 21 km, dọc xoay đó, quẹo ra cái đường tay phải này đi bánh đi cũng được, nhưng mà đi lại đằng này rồi háo quẹo, lại đằng này rồi quẹo. Đây hai bên đường này nhà mọc lên rất là nhiều. Đường này hồi đó nó mới mở nhà nó cũng chưa hết. Này có cái vườn bưởi bên tay phải. Biết nó còn bưởi gì á. Quang quý đó, đây có nhiều bưởi da xanh. Ở cuốn nhà bưởi do mắt đó, mới ra được 1 km rồi. Đây là cầu Dĩ, đây là cầu Dĩ nha các bạn. Đây cầu Dĩ à. Cầu Dĩ nó có nhiều cái cầu Dĩ á. Cầu Dĩ này là cầu Dĩ đường về Ba Tri. Rồi một cái cầu Dĩ ở bên con Kè Bắc đó. Con Kè Bắc nó cũng có một cái cầu Dĩ nữa. Ô, lâu đi quá này nó qua đây nó khác lạ dữ rồi ta. Là quá lâu quá rồi trời. Cây xăng Hồng Đức còn đi bên này này qua giờ thấy lạ quá. Chợ này nha, chợ giờ mình sẽ quẹo vô chợ này. Đó, qua tay phải, qua tay phải đây, đường này vô chợ rồi, kẹt 3 chiếc xe luôn, 4 chiếc xe luôn. Sông Khuyên bên tay trái mình là chợ Sơn Phú. Ủa, chợ Phú Nhuận chứ không, chợ Phú Nhuận, chợ Phú Nhuận bán nè, giờ này 10:30 bán còn thấy không, chợ Phú Nhuận nè thấy không đó, cái bảng chợ Phú Nhuận ở trong giờ này người ta còn bán ở trong nè, hàng bông trái cây đó. Chợ Phú Nhuận giờ mình đi tiếp chưa đi được, đằng kia nó kẹt mấy chiếc xe rồi kìa. Chợ Phú Nhuận đường này nó nhỏ mà vô xe mấy chiếc bự bự vậy kẹt rồi nè, khủng khiếp không, kẹt xe kẹt xe đó, đám tiệc gì đâu, xe quá trời. Đứng ngồi đám cưới hẹn chi kẹt xe à, gặp đám cưới luôn, cưới đám cưới vui quá sao là vui, đây đám cưới luôn đó. Ô, cô dâu xinh quá là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa vừa đôi. Nay cuối tuần đám cưới luôn nha. Đám cưới hẹn chi kẹt xe. Xe quá lắm. Đường nó nhỏ mà xe thì đông. Đi vô đây phải có những cái thú vị để mà mình xem. Nhiều điều thú vị nó nằm ở trong đây, còn ở ngoài là nó không có gì hết. Đây ai nó mọc lên cái nhà gì nữa nè, nhà ngói nè, đây nó mọc cái nhà ngói gì vậy, nhà bán nhà chính tú
nhà gỗ dừa. Ồ nè, ồ lâu đi quá, nay qua đây nó có mấy cái này nữa nè cả nhà, ghê ha. Hôm đó đây đâu có đâu, nay mọc lên cái nhà đó, nó ngay cái dòng xây nãy nó đi qua đây nè. Giờ mình đi thẳng, mình đi thẳng thôi, không đi thẳng đường này nó mới cây xanh bóng mát. Đường này là đường đi Sơn Phú, giờ mình chạy tới chợ Sơn Phú. Dòng Trôm, huyện Dòng Trôm. Giờ mình đang vô địa phận có huyện Dòng Trôm nha. Đây là bức dừa. Bức dừa. Hai bên đường là chuối và lăng. Dòng gió. Sai quá chừng chiếc xe xuống khu Dòng Trôm này vừa cái sai phà phà luôn. Hôm nay là cỏ cho bò ăn trồng tay phải đó. Xe chạy đi trong này đường nhỏ nhỏ, kẹt xe bắt đầu chạy hết, chạy nó đuôi luôn. Đi hồi xưa đi mấy cái cây này còn nhỏ nhỏ, này đi cái cây này nó bị chán rồi. Kẹt xe nữa rồi đó, hai chiếc qua trời ơi, trước mặt nữa kìa, quá trời xe luôn. Lộ có chút mà xe bự bự không ha, hai ba chiếc trước mặt luôn rồi, rồi khỏi chạy luôn, bò bò sao đít. Mấy cái vuông vàng, vàng vàng. Một chiếc quẹo. Trung ba
luôn luôn. Đây là sân phú, chắc nó là tất cả sân phú. Giờ này đi trưa, chợ bên cầu tan rồi. Đường này trồng mấy cây bông vàng vàng này hai bên lộ quá chừng ha, trồng tới nó đổ bông suốt về, cái nhìn nó đẹp ghê. Nãy quên dòm cái đồng hồ coi mình đi bao nhiêu km ta. Này là ngay chợ Sơn Phú là 47404, tính từ chợ Sơn Phú ấy. Chợ Sơn Phú là 474704, tính ra đi về nữa là nhiêu, về nhà cái mình đo ra tính là được nhiêu km. Rồi giờ tới chợ Sơn Phú rồi các bạn ơi, giờ mình xin tạm dừng ở đây nha. Đó. Đây, đứng đây cho nó mát, chợ Sơn Phú. Đây, mé bên tay này là chợ Sơn Phú nè. Giờ này chợ nó dẹp hết trơn rồi. Thấy không? Bên đây là 10:40, gần 11 giờ. Giờ mình tạm dừng video phần 1 ở đây đi, rồi tiếp tục mình sẽ chở phần 2 các bạn đi từ chợ Sơn Phú này đi Ba Tri. Bye bye.